Thưa cô bác chị em, thì theo thông tin mới nhất thì em được biết thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Hoàng hát bội, Vũ Linh sinh năm 1957, đã từ trần vào trưa nay ngày 5 tháng 3, hưởng thọ 66 tuổi. Căn bệnh quái ác ung thư thực tràng đã cướp đi sinh mạng của ông vào lúc trưa 5 tây tháng 3 tại Bệnh viện An Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó linh cữu ông được di quan về làm lễ viếng tang tại nhà riêng, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ở trên đây là những thông tin về nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và em sẽ cập nhật tiếp những thông tin mới cho bánh chị.